đi iso rồi vẫn bị tái phát mụn này, đi da liễu vẫn bị tái phát mụn này, đi spa thẩm mỹ viện rồi vẫn tái phát mụn này, và làm 7749 bước rồi vẫn tái phát mụn. Vậy thì có cách nào để có thể ngăn ngừa cái tình trạng này không? Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong video của bác sĩ Ngọc nhé. Xin chào cả nhà, chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với kênh YouTube của bác sĩ Ngọc. Và mình là Nguyễn Ngọc, bác sĩ da liễu. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu cái cách để có thể là khắc phục tình trạng mụn bị tái phát nhiều nhé. Và trước khi đi vào chủ đề chính thì cũng như mọi lần sẽ có một cái group là group skincare khoa cùng bác sĩ Ngọc này, dành cho những bạn nào mà mới đến với kênh YouTube lần đầu, các bạn có thể tham gia vào đó để có thể tham gia trao đổi và hỏi đáp với nhau nhiều hơn này. Và một fanpage PS Nguyễn Ngọc, bác sĩ Nguyễn Ngọc chính thức của bác sĩ Ngọc, và các bạn có thể lên đó để có thể trao đổi trực tiếp với bác sĩ Ngọc. Và video ngày hôm nay thì bác sĩ Ngọc sẽ chia ra làm hai phần. Phần đầu tiên đó là vì sao mà mụn trứng cá lại dễ tái phát này, và phần thứ hai đó là khắc phục tình trạng này như thế nào. Và đầu tiên thì tại sao mà mụn trứng cá lại hay bị tái phát, thì cũng giống như là nám má thì mụn trứng cá và nám đều là những cái bệnh mà nó có liên quan đến cả nội tiết tố, thì nám cũng rất là dễ tái lại mà mụn cũng vậy, cũng rất là dễ tái lại. Tuy nhiên là đối với cả mụn trứng cá thì nó có một cái nó lạc quan hơn, là khi mà chúng ta duy trì tốt, có một cái chế độ duy trì đúng, tốt cả cái chăm sóc và chế độ ăn uống ngủ nghỉ, thì cái tỷ lệ tái lại nó cũng sẽ hạn chế hơn so với cả nám. Đối với cả nám thì nhiều trường hợp mà chúng ta trị nám xong này và duy trì rất là tốt, rồi chống nắng rồi bôi thuốc các thứ, nhưng mà nó vẫn có cái tỷ lệ bị tái lại nhiều hơn. Còn đối với cả mụn thì có một cái điều may mắn là nếu như chúng ta có một chế độ duy trì đúng đủ tốt thì tỷ lệ tái lại nó ít hơn. Nhưng đó là khi mà chúng ta có chế độ duy trì đúng đủ tốt thôi nhá. Còn nếu như mà chúng ta mà chịu mụn một lần sau đó chúng ta bỏ đấy và hy vọng nó hết mãi mãi thì gần như rất là khó. Và khi mà còn nhỏ thì thực ra chúng ta rất là mịn, chả bao giờ có mụn cả. Nhưng mà khi bắt đầu sang tuổi dậy thì bắt đầu chúng ta bắt đầu xuất hiện da dầu nhiều hơn này, và có những bạn là bị nổi mụn này. Tuy nhiên cũng có những trường hợp mà chỉ nổi mụn trên trán, những mụn nhỏ trên trán thôi, và sau một thời gian thì nó cũng hết và không bị lại. Và tuy nhiên là có những bạn thì tình trạng mụn nó nặng nề hơn và nó kéo dài sang cả tuổi trưởng thành. Và nếu như cái tình trạng mụn trứng cá dai dẳng kéo dài mà cơ địa chúng ta đã dễ bị mụn rồi mà chúng ta không có cái chế độ điều trị và duy trì kiểm soát tốt ấy, thì mụn nó cứ luẩn quẩn mãi không thể hết được. Mà cái nguyên nhân chính dẫn đến cái tình trạng mụn kéo dài và rất là dễ tái lại đó chính là tình trạng mà dầu thừa và tế bào chết bế tắc ở trên da. Sau khi mà đã có hai cái yếu tố này rồi thì nó sẽ kích hoạt những cái yếu tố tiếp theo, như là khiến cho vi khuẩn acne nó phát triển này, và sau đó thì thành quá trình viêm. Và khi mà các bạn đã được đi khám này, hoặc là được ai đó tư vấn này, các bạn xử lý được mụn tốt này, trong quá trình các bạn có thể dùng thuốc uống hoặc là dùng thuốc bôi, nó có thể tác động lên 1, 2, 3 hoặc là cả 4 cái cơ chế để điều trị mụn ấy, thì trong lúc đó mụn nó sẽ được giải quyết có thể là rất là tốt, sau đó các bạn sạch mụn. Nhưng sau đó khi mà đã sạch mụn xong rồi mà chúng ta quay trở lại cái chu trình bình thường, chúng ta không dùng thuốc bôi, không dùng thuốc uống, không dùng cái gì skin care gì đó để duy trì nữa, thế thì cái tình trạng bắt đầu tiết dầu trở lại này, bắt đầu tế bào chết bế tắc trở lại này, và nó lại trở thành cái vòng tuần hoàn cũ, cứ mụn đi mụn lại như vậy, rồi lại thâm rồi lại sẹo, và cái đó nó khiến cho các bạn bị stress rất là nhiều. Và nhiều bạn thì là đi da liễu hoặc là uống iso về sau đó thì nó sạch mụn rất là tốt, sau đó nó bị tái lại thì đổ lỗi do là tại uống iso nó bị tái lại. Thì thực sự không phải như thế, mà chính cái thuốc đó nó đã giúp cho các bạn có một khoảng thời gian để sạch mụn rồi, nhưng chúng ta không nắm được cái cơ hội đó để có thể duy trì kéo dài về sau cái tình trạng sạch mụn đó, thì mụn nó lại quay trở lại bình thường do cái nội tiết tố cơ thể. Vậy thì làm sao để chúng ta có thể là khắc phục được cái tình trạng mụn hay tái phát này, thì sẽ cùng tìm hiểu trong phần 2 sau đây. Thì bác sĩ Ngọc sẽ chia nhỏ ra làm hai cái trường hợp. Trường hợp 1 đó là các bạn mà đang bị mức độ mụn nặng, và trường hợp 2 là các bạn bị mức độ mụn trung bình và nhẹ. Thì thế nào là mụn nặng, thế nào là mụn trung bình và nhẹ thì các bạn có thể là xem ở trong cái video về mức độ mụn. Bác sĩ Ngọc đã làm ngay từ những ngày đầu tiên làm YouTube rồi. Và nếu như các bạn ở trong trường hợp mụn trứng cá nặng độ 4 hoặc là mụn trứng cá mạch lươn rồi, thì lúc này bác sĩ Ngọc khuyên các bạn là phải đến bệnh viện để thăm khám và có những cái chỉ định dùng thuốc phù hợp. Và đặc biệt chú ý là phải tuân thủ đúng theo đơn thuốc các bác sĩ đã kê. Ví dụ như các bạn có được kê uống kháng sinh thì phải uống đảm bảo đúng để nó sẽ không bị tình trạng vi khuẩn kháng thuốc. Và thứ hai, nếu mà các bạn uống isotretinoin thì cái liều để mà nó có thể là duy trì tránh tái phát mụn ấy, thì nó sẽ là tích lũy từ 120 cho đến 150mg trên kg cân nặng. Thì cái này các bạn sẽ phải uống rất là đảm bảo đúng. Tuy nhiên bác sĩ Ngọc sẽ không bàn sâu về cái mà thuốc uống ở đây, bởi vì dù sao thì cũng cái trường hợp này là khuyên các bạn đến bệnh viện khám đàng hoàng và lấy thuốc uống, chứ cũng không phải tự mua về uống, cho nên bác sĩ Ngọc sẽ không nói nhiều ở đây. Và đương nhiên là khi mà đã có cái liệu trình thuốc uống như vậy rồi thì sau khi mà kết thúc thuốc uống thì các bạn cũng vẫn phải có cái liệu trình thuốc bôi để duy trì về sau và skin care nữa. Còn trong trường hợp mà các bạn mụn trứng cá mức độ trung bình hoặc mức độ nhẹ thì lúc này chúng ta có thể xử lý bằng các loại thuốc bôi thông thường. Và bôi như thế nào, bôi loại nào thì cũng có rất nhiều những video bác sĩ Ngọc nói ở phần trước rồi. Chúng ta sẽ có hai giai đoạn trị mụn này. Giai đoạn đầu tiên là giai đoạn trị mụn tấn công, và giai đoạn thứ hai là giai đoạn trị mụn duy trì. Cái giai đoạn tấn công tức là từ khi chúng ta bắt đầu mà trị mụn trứng cá cho đến khi mà chúng ta sạch mụn,
đến thời điểm chúng ta sạch mụn thì là giai đoạn tấn công. Còn giai đoạn duy trì là ở cái thời điểm sạch mụn rồi, chúng ta phải làm sao duy trì được thành quả đó về sau thì đó là giai đoạn điều trị duy trì. Thì đối với cả mụn trứng cá, dù nặng dù nhẹ gì thì là duy trì là gần như là bắt buộc rồi. Và để mà điều trị tấn công trong giai đoạn điều trị mụn thì bác sĩ Ngọc có rất nhiều video về các loại thuốc bôi, về các mức độ mụn dùng thế nào như thế nào thì ở những video trước các bạn tham khảo lại. Còn sang giai đoạn duy trì, tức là duy trì ngừa mụn tái phát, thì có một số những cái nhóm thuốc bôi sau đây các bạn sẽ có thể áp dụng để duy trì tình trạng sạch mụn và nó sẽ hạn chế tái lại cái nhân mụn. Thì nếu như mà các bạn bị mụn mức độ nhẹ là độ 1 hoặc là chớm sang độ 2 thì chúng ta có thể sử dụng cái thuốc bôi đó là azelaic acid này, hoặc là adapalene, hoặc là tretinoin, dùng đơn độc để có thể là ngừa nhân mụn tái phát. Đồng thời thì những cái thuốc bôi này nó cũng có thể góp phần để chống lão hóa cho da thêm. Còn nếu như mà chúng ta ở cái mức độ mụn nặng hơn là mụn độ 2 hoặc độ 3 thì chúng ta có thể sử dụng những cái nhóm thuốc bôi mạnh hơn, ví dụ như là adapalene kết hợp với cả benzoyl, hoặc là kết hợp mà azelaic acid kết hợp với cả tretinoin để có thể là ngừa nhân mụn và chống lão hóa. Đi kèm với đó, các bạn đừng quên một chế độ chăm sóc da đầy đủ và có thể là ngừa nhân mụn tái lại. Và cái quan trọng đó là các bạn còn nhớ cái video về mụn ẩn ấy, thì những cái nguyên nhân hình thành mụn ấy, thì bác sĩ Ngọc cũng có dặn các bạn đó là phải luôn luôn nhớ là tẩy tế bào chết đều đặn. Đương nhiên là không phải là làm quá nhiều khiến cho da nó càng mỏng, càng kích ứng và càng thiếu ẩm, càng dễ lên mụn, mà các bạn có thể duy trì tẩy tế bào chết từ 1 đến 2 lần một tuần. Nếu như mà dùng tẩy tế bào chết hóa học ở cái nồng độ thấp thì các bạn có thể sử dụng khoảng 2 đến 3 lần một tuần cũng được. Và tiếp theo đó là cung cấp đầy đủ độ ẩm cho da. Thì dù là mùa đông hay là mùa hè thì việc cung cấp đủ độ ẩm cho da nó vẫn rất là quan trọng. Bởi vì dù là mùa nào thì da của chúng ta vẫn có thể có nguy cơ bị thiếu ẩm, và hãy giữ cho mình một thói quen là dưỡng ẩm cho da phù hợp với cả thời tiết. Ngay cả trong mùa hè này thôi mà các bạn ngồi ở cái phòng điều hòa này này mà da của chúng ta mà không được cung cấp độ ẩm đầy đủ ấy, mà chúng ta để cái chế độ nó khô đét ấy, thì nó khô cả môi, khô cả da, và sau đó thì nó có thể là còn sạm da, và lâu dài nó khô da, nó sạm da và nó tiết dầu rất là nhiều. Và cách lựa chọn dưỡng ẩm cho từng loại da và từng thời tiết, mùa đông, mùa hè như thế nào, da, các loại da sử dụng dưỡng ẩm như thế nào, thì bác sĩ Ngọc cũng đã có video hết rồi. Các bạn hãy tra cứu lại cái từ khóa kèm theo BS Nguyễn Ngọc nhé. Ví dụ như là dưỡng ẩm mùa hè BS Nguyễn Ngọc này, hoặc là dưỡng ẩm mùa đông BS Nguyễn Ngọc thì nó sẽ đều có hết. Và một điều tiếp theo nữa cũng rất quan trọng trong cái việc mà giai đoạn chúng ta duy trì ngừa mụn tái phát, đó chính là chúng ta uống đủ nước. Thì không phải là cứ uống đủ nước là có thể ngừa mụn tái phát được, mà nó sẽ là một cái để cung cấp đủ cái độ ẩm cho da này, và làm giúp cho cân bằng dầu nước cho da, giúp cho cái tuyến bã trong da đổ vào da chúng ta ấy, nó sẽ không bị đặc quá, nó khiến cho dễ bị bít tắc lại. Và không phải chỉ là bổ sung cho da mà là cơ thể của chúng ta cũng về cơ bản là luôn phải cần uống đủ từ 1,5 đến 2 lít nước một ngày rồi. Và cũng đừng quên là giữ thói quen đi ngủ sớm và đều đặn, tốt nhất là hãy lên giường ngủ trước 11 giờ. Và nếu chúng ta có đeo khẩu trang thì hãy cố gắng là làm sao hạn chế tối đa cái việc đi ra khỏi nhà. Nói chung là hãy ở nhà khi mà tổ quốc cần, nhất là trong vùng dịch, thời dịch như thế này. Thế thì chúng ta hãy cố gắng là ở nhà nhiều nhất có thể để hạn chế chúng ta phải đeo khẩu trang. Bởi vì cái việc đeo khẩu trang nhiều nó cũng rất là dễ hình thành mụn. Và nếu như đeo khẩu trang thì hãy cố gắng chọn những loại khẩu trang vải mà có khả năng kháng khuẩn và thay mới liên tục để không bị tình trạng là bít tắc dầu và mồ hôi và lỗ chân lông. Tóm lại là sau một quá trình điều trị tấn công rồi thì hãy duy trì bằng những loại thuốc bôi tùy theo mức độ mụn của mình để có thể là ngừa nhân mụn tái phát, kết hợp với cả cái việc tẩy tế bào chết tốt này, dưỡng ẩm tốt này, uống đủ nước này, và duy trì thói quen sinh hoạt lành mạnh, thì đó là những cái có thể giúp chúng ta có thể ngừa mụn tái phát một cách hiệu quả. Tuy nhiên không phải là ngừa mụn tái phát là không bao giờ bị lại mụn, mà chỉ là ngăn ngừa tình trạng là mụn bùng phát trở lại thôi. Còn thỉnh thoảng mà các bạn gái mà đến tháng hoặc là thỉnh thoảng có một chút gì đó thay đổi trong cái chế độ sinh hoạt để nó báo hiệu cho chúng ta rằng là chế độ này này nó đang khiến chúng ta bị lên mụn đấy, thì đó là những cái dấu hiệu khiến chúng ta nhận ra rằng chúng ta lại phải thay đổi skincare, lại phải thay đổi tiếp để có thể ngừa mụn. Nó luôn luôn như là một cái đĩa cân ý, khi mà cái yếu tố tấn công là yếu tố gây mụn ý, mà nó nhỉnh lên ý, thì nó sẽ khiến chúng ta bị mụn. Và yếu tố bảo vệ là cái yếu tố mà chúng ta chăm sóc làm sao để có thể là ngừa mụn ý, mà nó tốt ý, thì nó sẽ giúp chúng ta là không bị mụn. Tóm lại là như thế, không phải là cứ duy trì đều từ A đến Z như thế là chúng ta có thể là không bao giờ bị lên mụn, mà sẽ có những dấu hiệu cho báo cho chúng ta là chúng ta đang bị mụn đấy, thì chúng ta lại phải điều chỉnh tiếp. Nhìn chung nó cũng sẽ khá là phức tạp, nhưng mà nó cũng đã có một cái lạc quan hơn so với cả chị Nám rồi. Thế nên là các bạn hãy cố gắng duy trì nhé. Và hy vọng là video này sẽ hữu ích với các bạn, và nếu thấy nó hay thì hãy chia sẻ nó rộng rãi đến tất cả mọi người. Và nếu yêu mến bác sĩ Ngọc thì hãy ấn đăng ký kênh YouTube này và ấn thêm vào hình quả chuông nữa để hàng ngày chúng ta có thể gặp nhau nhiều hơn trên kênh YouTube này. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.